Giao em cho con gái giữ. Một lát sau quay lại, người mẹ muốn xỉu ngang khi nhìn thấy quý tử. Vì quá bận việc nhà, người mẹ đã nhờ chị gái trông hộ em trai. Thấy có vẻ hai chị em chơi với nhau thuận hòa, không gây cãi, mẹ cũng yên tâm làm việc. Cho đến khi xong hết mọi thứ trở vào thì chị đã tá hỏa khi thấy hai chị em rủ nhau chạy đến nông tầm của mẹ mà chơi. Không những thế, chị gái còn tinh nghịch lấy tầm gắn lên quần áo của em trai, làm cho thứ em gỡ mãi không ra hết, phải cầu cứu người lớn trong nhà. Trong khi người chị gái vẫn vui vẻ làm dáng trước máy quay giữa đám tầm. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng được một phen kinh hoàng. Đối với những người có tiền sử sợ sâu bọ, nhiều người sợ hãi đã để lại bình luận: gặp tôi là tôi xỉu 8 ngày 8 đêm, tỉnh dậy nhìn thấy xỉu tiếp. Nhà tôi mà như vậy chắc là tôi bỏ nhà đi bụi luôn. Nhìn thôi mà lông tay dựng đứng hết cả rồi. Có ai vừa xem mà vừa nhăn mặt với tôi không? Trời đất ơi, tôi thích con này lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.